Nếu như biết ngày mai mình sẽ chết, vậy hôm nay mình còn rảnh để mà giận hờn những chuyện vặt vãnh hay không? Nếu như biết ngày mai mình không còn nữa, liệu hôm nay mình còn lao đầu vào những dự án, những tham cầu tiền bạc hay không? Và nếu như ngày mai mình sẽ ra đi, thì hôm nay mình sẽ nói lời yêu thương và cảm ơn với ai, và sẽ nói lời xin lỗi với ai? Cuộc đời này vô thường tạm bợ, hôm nay không biết trước được ngày mai. Còn có với nhau ngày nào thì trân trọng ngày đó, kiểu khi nhận ra rồi thì đã muộn.